lại, giơ tay lên. Không được cử động, không được chạy. Đứng lại, không được chạy. Đứng lại. Bên này. Bên này. Cô chán sống được có phải không? Cô là ai? Không được cử động. Bên kia. Bắt sống. Liên quan đến hội Kim Ngư, chỉ có lão quái một đầu mối quan trọng như thế cũng bị hai cậu làm hỏng rồi. Cục trưởng, em nghi ngờ lão quái là bị đám người hội Kim Ngư giết người diệt khẩu. Nghi ngờ? Cậu còn không biết xấu hổ mà nói nghi ngờ sao? Sát thủ chính là chạy trốn ngay trước mắt cậu. Lần sau còn xảy ra chuyện giống như thế này nữa thì cởi bỏ lớp da trên người mình đi. Thank you.
Chuyện sao rồi? Xuất hiện tất cả đều thuận lợi. Đây là hàng mới ra trên thị trường, tốt hơn so với hàng của chúng ta. Chúng ta phải ngang hàng với thị công, không thể để tụt lại phía sau. Còn có một vấn đề nhỏ. Nói đi. Có người đã giết lão quái. Lão quái mấy năm nay làm việc rất có quy củ. Vậy mà có người tính toán cậu ấy. Lão quái từng tham gia vào rất nhiều chuyện. Cảnh sát hiện giờ nghi ngờ chúng ta diệt khẩu, thủ tiêu bằng chứng. Giết người của ta, còn giá quả cho chúng ta. Một công đôi chuyện, có chuẩn bị mà tới. Ông nghĩ chuyện này là do ai sai khiến? Đã là âm mưu từ lâu, chắc hẳn là những ân oán khi xưa thôi. Đọc theo thầy. Mèo. 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 Chó. 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 Chim. 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 Hổ. 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 Được rồi, bấy nhiêu đó thôi. Tan học. Tạm biệt. Tạm biệt thầy. Đừng quên làm bài tập về nhà đó.
Anh là ai? Tôi tên Nham Ôn. Làm gì? Bác sĩ. Bác sĩ. Đúng. Anh không phải là thầy giáo sao? Tôi cũng dạy học nữa. Anh rốt cuộc là làm cái gì? Những người trong thôn này không biết chữ, cho nên có chuyện gì với quần áo của tôi? Tôi đã nhắm mắt giúp cô thay quần áo. Đây là nơi nào? Thôn Mang Bang. Tôi làm gì lại ở đây? Hôm qua khi ra ngoài khám bệnh quay về, tôi thấy cô nằm ở bên đường, liền đem cô quay về đây. Chân cô bị thương, chất độc đang lan rộng. Khi anh mang tôi về, có bị ai khác nhìn thấy không? Không, không có. Tôi giống vậy cũng định tìm người giúp, nhưng đã quá khuya, không có ai, không có ai cả. Cô vẫn chưa thể đi lại được đâu. Trước kia chân này cũng từng bị thương. Vừa năm trước từng bị thương. Vết thương mới chồng vết thương cũ, phải nghỉ ngơi nhiều. Không có chuyện gì đừng chạy lung tung. Ít nhất phải nghỉ ngơi một tuần. Xem thầy bắt các em đây. Không được chạy. Em đó, đừng chạy. Xem thầy bắt các em đây. Các em chạy nhanh quá. Không được rồi, không được. Không chạy nổi nữa. Được rồi, được rồi. Không được rồi. Lần sau chơi tiếp vậy. Được rồi, được rồi. Tạm biệt. Chú ý an toàn đó. Chú cứ nghĩ cháu chết rồi. Cháu bị thương, nhưng giờ không sao rồi. Hãy nhớ kỹ thân phận của mình, đừng có tùy tiện qua lại với người lạ. Cháu thôi. Cháu biết rồi. Những người năm đó đuổi giết cháu, còn có cậu ta. Nhưng cháu không thể giết cậu ta. Tại sao? Bởi vì cậu ta là người của chúng ta. Năm đó cậu ta đá cháu xuống nước, nên cháu mới có thể sống được. Thực tế cậu ta là ân nhân cứu mạng của cháu đó. Hiện giờ anh ta đang ở đâu? Ở trong hội Kim Ngưu, chịu trách nhiệm việc liên hệ nguồn hàng ma túy. Nhưng cậu ta rất trung thành với chú. Thế bước tiếp theo là gì? Hai người bọn họ ngày mai sẽ đồng thời xuất hiện. Khi rắn đỏ quay về, việc cháu phải làm chính là theo dõi cô ta. Bọn họ có một hang ổ chế tạo ma túy bí mật. Tiêu Trường Sinh cũng xuất hiện ở đó. Người này không phải trung thành với chú sao? Lẽ nào không biết địa điểm chế tạo ma túy ở đâu? Tiểu Trường Sinh là người rất đa nghi, chỉ có rất ít người bên cạnh ông ta biết được. Cho nên cháu phải theo dõi rắn đỏ.
Chú đang đi một nước cờ rất lớn. Giang hồ hiểm ác. Năm đó khi Tiêu Trường Sinh giết bố cháu, bề ngoài là bất đồng ý kiến, trên thực tế là ông ta đang cố tình tạo sự chia rẽ, mục đích là muốn một mình độc chiếm bang hội. Chú có thể sống đến hôm nay là bởi vì chú giả ngu giả ngốc, bằng lòng bị biến thành đồ thừa thải, bị dứt ra ngoài. Nhưng chú biết rất nhiều bí mật, ông ta sớm muộn gì cũng không tha cho chú. Cho nên năm đó chú cứu cháu, thực ra đều là vì bản thân của mình thôi, đúng không? Hai chúng ta có cùng mục tiêu, đừng phân biệt chú hay cháu. Hoan nghênh, hoan nghênh. Thuyền trưởng, đều là anh em, những quy trình không đáng nên bỏ thì bỏ bớt đi. Mấy năm nay hàng qua tay tôi, trước giờ đều không có vấn đề. Anh xin tin tưởng tôi như thế, tôi không thể khiến anh xin thất vọng được. Cho tôi gửi lời thăm sức khỏe đến anh xin. Tất cả thuận lợi. Mọi người đi trước đi. Dạ.
Mày rốt cuộc là ai? Bây giờ tôi cho mày hai sự lựa chọn. Thứ nhất, tiễn mày lên Tây Thiên. Thứ hai, nói cho tao biết làm sao tìm được Tiêu Trường Sinh. Nằm mơ đi. Chỗ này là căn cứ của chúng ta, cực kỳ bí mật. Trắng đỏ bên kia xảy ra chuyện rồi. Trắng đỏ bị người ta theo dõi, chắc chắn là có người tiết lộ bí mật. Địa điểm giao dịch chỉ có trắng đỏ và thuyền trưởng biết. Đi, tao sẽ đích thân đi tìm thuyền trưởng xử lý việc này. Dạ. Có máy quay giám sát không? Không có. Có nhân chứng chứng kiến không? Không có. Thế có gì? Có vài vết bánh xe không rõ ràng. Vết bánh xe. Anh, cục trưởng gọi. Alo, cục trưởng. Tình hình thế nào rồi? Chúng tôi vẫn đang thu thập bằng chứng. Có máy quay giám sát không? Không có. Có nhân chứng chứng kiến không? Cũng không có. Thế có gì? Có vài vết bánh xe không rõ ràng. Vết bánh xe. Cục trưởng, theo tôi phán đoán mới nhất của em, hung thủ không phải là người của hội Kim Ngưu. Có lẽ là do người khác làm. Cậu sẽ không thể nào giết người tâm phúc của mình đâu. Nói dốc, phán đoán của cậu có khi nào đúng đâu. Cục trưởng. Cháu có biết làm như thế nguy hiểm lắm không? Chú chỉ bảo cháu theo dõi cô ta, không bảo con ra tay. Là cô ta đuổi theo cháu. Cô ta muốn giết cháu. Đó là vì cháu đã bị phát hiện. Cháu không những không tìm ra được hang ổ của bọn chúng, mà còn liên lụy đến thuyền trưởng. Bây giờ trắng đỏ chết rồi, người của hội Kim Ngưu sẽ nghi ngờ thuyền trưởng, sau đó sẽ tìm được chúng ta. Cháu có biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào không? Là cô ta tự mình muốn chết. Chẳng lẽ cháu lại tha cho cô ta? Cháu đang làm hỏng kế hoạch của chú. Cô ta đã giết bố của cháu. Nhưng chú hiện giờ, chú hiện giờ cứ nói về kế hoạch của chú. Chúng ta đã nhìn nhiều năm như thế, còn tiếc mấy ngày sao? Không tiếc. Vì cháu đã giết cô ta rồi. Anh Lương, rắn đỏ chết rồi. Gần đây cậu hãy làm việc nên cẩn thận một chút. Em biết. Đại ca. Lên. Lên.
Nói, người đứng đằng sau chỉ thị là ai? Nói. Là Nguyên Lương. Nguyên Lương. Là Nguyên Lương. Hiểu rồi. Bây giờ cái này thế nào? Được rồi, đọc theo thầy. Pi. Banana. Banana. Cái này. Apple. Apple. Có câu hỏi nào không? Không có. Đã hiểu hết chưa? Dạ. Vết thương của cô thế nào rồi? Anh xoay mặt qua đây đi. Xoay qua đó thì làm sao thay thuốc? Lần trước cô không nói một tiếng đã biến mất. Không ngờ lần này còn được gặp lại cô. Lần trước tôi có việc gấp. Chuyện gì mà quan trọng hơn cả tính mạng? Như vậy được rồi. Vài ngày nữa sẽ lành lại thôi. Vậy rốt cuộc là cần mấy ngày nữa? Anh có làm được không vậy? Nghi ngờ tôi sao? Trong anh chẳng giống bác sĩ chút nào. Vậy theo cô, như thế nào mới giống bác sĩ? Bác sĩ tối thiểu là phải có rất nhiều năm kinh nghiệm hành nghề. Đó là tối thiểu, không trẻ như anh vậy. Cô đang nói với ông thầy Lan trong giang hồ đấy sao? Uống hết chiếc thuốc này đi. Đây là gì? Nấu cho cô uống đó. Để cô mau chóng lành lại. Tôi học đại học ngành y. Năm tôi tốt nghiệp, trong trại nhiễm ôn dịch, rất nhiều người chết. Bố mẹ tôi cũng là qua đời vì ôn dịch. Nơi này rất hoang vắng, không có bác sĩ nào chịu đến. Người trong thôn nếu mắc phải bệnh thì phải đành cố chịu, cứ cố chịu cho đến khi hết thuốc chữa. Tôi thích trung y. Nơi này có rất nhiều cây thuốc quý hiếm. Vì vậy bình thường không có việc gì làm, tôi đều ở đây nghiên cứu.
Như tỉnh rồi. Vậy rồi sao? Có phải tôi đã ngủ rất lâu rồi không? Chắc chắn là cô đã rất mệt. Anh đang làm gì vậy? Vẽ bậy bạ thôi. Không có gì đâu. Cô ngủ rất ngon. Có lẽ là chỉ có ở đây tôi mới có thể ngủ một cách thoải mái như vậy. Thầy giám ô. Thầy giám ô. Thầy giám ô. Bác sĩ nha môn. Bác sĩ nha môn à. Có thầy nha môn ở đó không? Các bạn nhỏ. Nào 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 nào. Cảm ơn cảm ơn. Đừng vội đừng vội. Đừng giành. Có hết mà. Bạn nào cũng có. Anh đi xem. Được rồi. Có thầy nhâm ôn của các cháu ở đây không? Ai cũng có. Đừng vội mà. Đừng vội. Bác sĩ nhâm ôn. Chào anh. Các anh đến đây có việc gì không? Thầy nhâm ôn, tôi đến đây là để cảnh báo thầy. Ở rừng dừa gần đây xảy ra một vụ án. Cậu và bọn trẻ nhất định phải chú ý an toàn. Chúng tôi đến đây cũng không có gì đặc biệt, chỉ là kiểm tra theo lệ thôi. Là vụ án giết người gì vậy? Án giết người liên quan. Theo phán đoán bước đầu của chúng tôi là một nữ sát thủ. Nữ sát thủ? Trong nhà của thầy có một cô gái. Trong nhà thầy có một cô gái sao? Không được động đậy. Tôi đã nói rồi, tôi không biết cô ấy. Không biết tên của cô ấy. Không biết lai lịch của cô ấy. Cũng không biết cô ấy đi đâu. Cô ấy chỉ là một bệnh nhân của tôi thôi. Tôi mới gặp cô ấy có hai lần. Gặp hai lần mà đã giễu người ta. Học sinh của cậu còn nói hai người đó hôn nhau. Giải thích thế nào đây? Thầy Nam Ôn, cậu là thầy giáo, cũng là thầy thuốc, phải phân rõ ranh giới với tội phạm giết người. Cậu là tấm gương của địa phương chúng ta. Chúng tôi trước đây đều luôn kính trọng cậu. Trong lúc này, cậu tuyệt đối không được giúp thầy hồ đồ. Bọn trẻ và các hương thân phụ lão đều cần có cậu. Tôi đã nói rồi, tôi không biết cô gái đó. Cậu như vậy là đang bao che dung túng. Cục trưởng, làm việc ông hãy xác nhận cô gái trong tranh có phải là hung thủ hay không trước đi đã. Sau đó mới nói tôi bao che.
Nguyên Lương đang ở đâu? Ông già không có nhà, bắt được một người phụ nữ. Hiểu rồi. Đưa đi. Trời sắp sáng rồi, giúp cô ta lại trước đã. Trông chừng cho kỹ, rõ. Thật không ngờ lại bị hắn cắn ngược lại một cái. Lẽ ra năm xưa nên ra tay với hắn luôn. Cái chết của rắn đỏ là do việc bảo mật trong nội bộ của chúng ta có lỗ hổng quá lớn. Một ngày không tìm được Nguyên Lương thì ngày ấy chúng ta sẽ không được yên. Phải giải quyết người phụ nữ đó như thế nào?
Mẫu thử này đã rất giống với sản phẩm mới đang có mặt trên thị trường. Vậy cho sản xuất đi. Anh Sinh, anh chịu thiệt ở đây một chút. Bây giờ em ra đó giết ả ta. Lên. Nằm mơ hả? Không phải. Anh à, chúng ta ở đây canh chừng đã mấy đêm rồi. Buồn ngủ rồi, mệt rồi sao? Không phải, ở đây đâu có người nào đáng nghi ngờ đâu. Đi, đến nhà cậu ta theo dõi. Sao lại là các anh? Nhàm ồn, tôi nói cậu biết, cậu còn không nói ra tung tích của cô ta thì hôm nay tôi sẽ ở lại đây. Sao hả? Các anh làm vậy là đột nhập vào nhà riêng đó, nổ súng. Được, tôi lập tức đến đó. Anh à, bên trấn kế bên xảy ra vụ nổ, nữ hung thủ xuất hiện rồi.
Đi thôi. Thank you.
Khi giết Quan Trị, ông nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Quyết định với cậu ta, cậu cũng có phần. Tất nhiên là tôi vỗ tay tán thành với cậu ta rồi. Cậu ta quá cố chấp, cản trở chúng ta kiếm tiền, tôi không thích. Nếu để cậu ta sống đến ngày hôm nay, sớm muộn tôi cũng sẽ chính tay giết cậu ta. Còn nữa, không nói ông không biết có đúng không? Con gái cậu ta không chết, người ném lựu đạn lúc nãy chính là cô ta. Ông đúng là già hồ đồ rồi. Nếu có chết, chắc ông cũng không biết chuyện sao mình chết. Cậu đã cứu cô ta. Đúng vậy, tôi còn bồi dưỡng nó. Sau đó nói nó biết hung thủ giết bố nó là ai. Bị ổi. Như giao cả thôi. Tôi với ông không có thù quán, chỉ là trùng hợp. Tôi cũng muốn làm đại ca. Đi mô, cháu xem. Chú đã giúp cháu trả thù rồi đây. Lúc nãy là tiếng súng sao? Bao nhiêu năm nay tôi đã luôn nhận giặc làm cha, bị ông lợi dụng. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Cô lại do tôi một tay bồi dưỡng. Tôi thật sự không nỡ giết cô, nhưng tôi quá hiểu cô, vì vậy tôi không thể giữ cô lại. Xin lỗi nha. Surprises.